slap. Fish slap. Fish slap. Fish slap. Double fish slap. Hello, xin chào mọi người, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình, và mình là sản xuất Emmy Roy. Và ok, đây là trận chung kết giữa Team Liquid và SK Gaming. Đúng như mình dự đoán đó là top 1 và top 2 sẽ đánh lẫn nhau thôi. Mình không có nhiều gì bất ngờ, cũng như kiểu CRL West và CRL Asia và CRL China. Cũng kiểu là top 1, top 2 đánh trừ sao, đánh như thế nào thì nữa thì chúng ta sẽ chỉ có một top 1 với top 2 đánh với nhau để trong trận chung kết. Ok, và chúng ta sẽ đến vào trận set 1v1 đầu tiên giữa Belmark và Cetro Ramos. Trong xuất phát đầu tiên họ là Goblin Barrel và Baron Barrel và Rambider Wood. Mình nghĩ trong cái bài này hình như là cái deck Royal Giant rồi. Royal Giant rồi, với cái Furnancy và có Goblin Wood. Kiểu có Landing, Pekka Ram rồi. Nếu nhớ không nhầm Pekka Ram. Nếu Pekka Ram ở trong cái bài này cũng khá là khó đánh. Khá là khó đánh cho Royal Dragon bởi vì đánh pick này họ chuyên spam. Và không rất ít khi mà được dùng dồn được rất nhiều AD thì họ thì Belmark mới push Royal Dragon. Mình nghĩ là như vậy. Tôi spam ngay một con Ewig Michael rồi. Mình nghĩ không hợp lý một chút nào. Thực sự mình nghĩ Sakura Mode trong cái turn này đang bị cuốn theo cái lối chơi của Nomad. Mà nếu mà cứ đánh như thế này thì Sakura Mode sẽ bị thiệt Eli. Bởi vì là Belmark cứ spam quân thôi. Anh ấy không vội vàng gì trong cái bài này. Còn đối với Sakura Mode thì thả một con Pekka như thế này thì sẽ bị lỗ rồi. Mặc dù trong cái turn này thì nếu không thả Pekka thả một con khác cũng khá là khó. Ok các bạn thấy bây giờ lượng Eli là bị tranh nhau tới tận 4 Eli. Có spam quân rồi. Sợ trong cái Pekka Ram thì đừng nó sẽ thắng những cái deck như kiểu Grid spam hay là ấy thôi. Chứ còn gặp những cái deck mà kiểu spam quân nhà quân này khá là khó đánh. Khá là khó đánh, như vậy. Xong con Ram Rider phá được cái Furnancy, tránh cái áp lực. Tiếp tục là spam này con. Đây các bạn có thể thấy là bây giờ thẻ chắc chắn thẻ cuối cùng là Rider Giant Lightning thôi. Chặn được con Back, chặn con Bandit rồi. Lượng AD bây giờ đép là hơn nhau trên 4 AD. Có Lightning, Rider Giant Lightning và Equip. Một cái Lightning tuyệt vời. Rồi, một cái Furnancy và con Ram Rider này sẽ không vào trụ rồi. Nếu hai viết lại X2 Eli thì sẽ là một cái thời gian mà Sakura Mode gần như là phải death thôi, không thể công được. Tiếp tục là Lightning. Bây giờ đến lúc là Belmark sẽ put Ram Rider Giant hay là spam cho quân. Bây giờ spam cho quân rồi. Mình nghĩ là spam cho quân tiếp theo. Thả một con Baby và một con Mega Minions. Ở trong cái bản update vừa rồi thì Mega Minions mình nghĩ là mình thấy là nó không còn mạnh như hồi xưa nữa. Cái tầm xa của nó đang bị giảm xuống vì vậy là con này cũng không còn mạnh như hồi trước, bá đạo như hồi trước. Royal Giant! No, Goblin Giant không phải là Royal Giant. Bài này lại khó cho Sakura Mode rồi. Tại vì nếu Belmark mà sử dụng Royal Giant thì nó là một chuyện khác. Bởi vì là Pekka và Ram Rider nó sẽ đép được. Nhưng đây là Royal Giant, Goblin Giant. Nó sẽ có sự support của hai con Goblin ở phía trên. Vì vậy là lực lượng đam của nó tạo ra gây áp lực cực kỳ mạnh. Lightning! Một cái Lightning tuyệt vời, con Ram Rider chưa kịp tăng tốc. Rất nhiều đến đây play không có được một hit của con Baby. Bây giờ là hai cái nhà, ba cái nhà rồi. Một Furnancy, hai một Furnancy và hai Goblin Hood. Tiếp tục death như thế nào đây? Lượng Eli bây giờ death là quá nhiều. Mà với lại Sakura Mode anh chỉ có một cái Lightning thôi. Phải rất tận dụng được cái con Barbarian Barrel. Thật sự rất là khó đánh. Và Sakura Mode mình không nghĩ là trong cái bài này có thể đép được cái lượng đơn này. Thả một con Ewip vào ngay đấy thực sự là một cái pha lỗi kinh khủng mà mình không nghĩ là anh có thể thả một con Ewip vào ngay đấy được. Và trong cái bài này mình nghĩ chỉ thả được cố gắng là spam được Baby thôi. Baby và Snowball cộng với lại Bavarian. Dựa combo cực kỳ lớn, con Goblin Giant sẽ vào trụ.
một hit của nó, Lightning. Thật sự là build map của cho cái bài này quá quá cao tay khi mà sử dụng Goblin Giant chứ không phải là Rare Giant. Lightning bây giờ cũng chỉ là như vậy thôi. Còn 368 máu thì mình nghĩ là một turn của Goblin Giant cờ vào trụ nữa là xong rồi. Và của cái Lightning. Ok, GG, và chúng ta sẽ đến vào game tiếp theo ngay bây giờ luôn. Lightning is the only direct damage his opponent does have for the tower, so if he can keep a... Nếu trong cái bài này mà Sergio Ramos mà sử dụng poison thì sẽ là dễ đánh hơn so với lại Lightning. Ok, và đây là lượng phút cuối cùng, không thể chống đỡ được cái tên này luôn. Cho dù các bạn còn rất nhiều Eli trong cái tên này thì cũng không thể đồng chống đỡ được cái tên này. Ok, và một điểm đầu tiên trong set 1v1 đầu tiên giữa Sakura Mode và Beomat cho Beomat. Mình nghĩ là ở cái xe web này họ quay trước một độ, ví dụ như là chúng ta phát live stream nhé, nên mà thông thường họ sẽ đánh là trước, đó là tầm độ khoảng độ của 12 phút. Mà các bạn có thể thấy là cái tốc độ mà ánh mắt chuẩn bị đánh với lại đấy nó gần như là không có thời gian chết. Tại vì là họ, tại sao lại mình đoán là như vậy, bởi vì là CRL West gần như là đánh rất nhiều team, 12 team mà trường đánh rất nhanh trong cũng 2 tháng rồi. Vì vậy là người ta cái chương trình, đạo diễn chương trình của họ bắt là người chơi đánh trước, sau đấy là sẽ cắt các cái phần thời gian chờ đi, thời gian chuẩn bị đi. Thông thường thì giúp kiểu CL China hay CL West thì chúng ta sẽ có hơn 1 phút để có thể chuẩn bị các cái deck mới trong cái trận tiếp theo, nhưng mà đây thì không. Ở một cái điều đặc biệt nữa là CL West thì họ không có cái luật là ban thẻ, vì vậy là không có nhiều điều để có thể nói được. Tại vì nếu mà chúng ta ban thẻ thì chúng ta có thể suy luận được là đối thủ sẽ chơi rất gì. Nhưng mà trong cái CR West này thì không. Ok, và chúng ta sẽ đến vào game tiếp theo, 1v1. Hunter, Duckwin và Bandit. Chẳng nhẽ lại chơi Royal Hawk và Barmus. Nếu mà thực sự Sekora Mode mà chơi Terry Muscity và Royal Hawk ở trong cái bài này thực sự là quá quá khó luôn. Mình phải khẳng định là một như lợi là quá quá khó luôn. Bởi vì Beomax là một deck đang mix Royal Giant Cycle với sự kết hợp của Mega Minions và Dark Prince. Coi như là có Fireball thôi xong. Coi như có Tornado không? Không có Tornado trong tên này luôn. Và một cái deck khá là hot ở trong cái thời điểm hiện tại, vì Dark Prince kết hợp với Royal Giant nó đép được khá nhiều cái deck bếp. Nếu mà có Fireball, bên kia có Dark Prince rồi. Thực sự là chỉ cần một cái có con Barbarian và một con IC rồi đẹp rất tốt. Còn mà rất tốt, một cái Goblin tuyệt vời. Một cái Barbarian. Chúng ta chờ xem liệu là hai cái thẻ cuối cùng là gì đây. Royal Hawk đây rồi. IC Royal Hawk combo. Tornado. Active King Vaser King Tower rồi. Mình trong cái turn vừa rồi thì Sakura Mode đánh rất tốt, và thời phải nói là cái turn trước là khi mà phút của Sakura Mode tuyệt vời và lượng mana bây giờ khá nhiều. Sau này giờ này thì rất khó đấy, có thể là Sakura Mode có Lightning thôi xong. Con Hunter nằm xuống rồi. Và trong cái bài này thì chỉ có một con Hunter thôi, Buck Green vừa ra rồi thì chỉ có một con Hunter có thể đép được. I see Tornado, Duck Freeze. Có Tornado không? Không có Tornado trong tên này rồi. Thực sự trong cái tốc độ đánh như thế này thì mình nghĩ là Sakura Mode không thể cút được Free Muscatee. Duck Freeze vẫn nằm đấy. Trời ơi. Con Barbarian nằm xuống rồi. Trong cái deck của Sakura Mode thì lại không có spell, vì vậy đánh khá là khó. Anh cần phải đẩy Royal Hawk vào trụ. Trong cái bài này đẩy Royal Hawk thì cũng khá là khó. Tiếp tục tuần này các bạn được trụ không? Tornado, một cái Tornado rồi, tuyệt vời. Thôi qua đèn cho Sakura Mode rồi, trong tuần này mà không đẩy được Royal Hawk thì tiếp tục các tuần sau anh lại phải defend, lại phải chống đỡ một cái lượng push cực kỳ lớn. Bây giờ thì IC, có Tornado rồi, Royal Hawk vẫn chưa vào được.
Không có, không cần phải tôi đâu luôn. Độ này thì dẫn thủ như nào đây? Họ sẽ có landing, chuẩn bị có landing rồi. Rất khó để có thể thôi xong. Oh, Zero Ramos, no way. Comes out, sweet game, against the former CGS World champion. He's now gone 5 games in a row. Các bạn còn nhớ là cái mùa trước, cái mùa năm 2018 thì Belmax đã từng một lần là top 1 thế giới. Hút cho một cái ác gì đấy mình không nhớ. Belmax. Và các bạn còn nhớ là cái mùa năm ngoái thì team Liquid là một team mà có Azilis, ai nhỉ? Louis, Sunkoblin và một người nữa, không biết là Canario hay là ai nhỉ? Quên mất. À có Diego. Ba người hay sao ấy? Không nhớ lắm. Ok, và chúng ta sẽ đến vào game tiếp theo, 1v1 giữa. Mình chờ xem là ai đây, lineup mình không biết. Canario và Mosen. Những người chơi quá nổi tiếng, những người chơi đều có máu mặt ở trong CRL Quest, hay là đặc biệt là tên tuổi trong CRL ở cái tổng đồng Royale ở bên châu Âu. Mosen. Mega Minions và Fireball. Thực sự là ở trong cái bản update này mình thấy có Mega Minions không mạnh, nhưng mà vẫn được ưa chuộng rất nhiều vì lực đam của nó mạnh. Cái tầm bắn của tầm ảnh hưởng của nó thì nó bị giảm một chút, nhưng mà mọi người vẫn tin tưởng vào nó. Rock Friends, Miner, liệu Poisons, Lava là Dragon đây. Bên này Canario mình nghĩ là dạ Lava Classic version rồi, chuẩn luôn. Chuẩn luôn, với cái lượng thẻ, 5 thẻ đã ra như thế này thì mình nghĩ là Lava Classic version. Gọi là Bochum đi, Lava Bochum đi. Hunter ra rồi, bên kia là Zion. Hunter ra rồi, lấy gì đẹp đây? Phải là con Mega Kim, phải đánh lạc hướng bởi một giáp và một giết được con Mega Midian đằng sau. Chuẩn luôn. Anh không thể đặt một con Mega Midian ngay khi mà con Mega Midian của Canario chưa bị đánh lạc hướng. Black Queen nằm xuống rồi, một pha lép cực kỳ tốt đến từ Canario. Khá cân bằng. So Morton has more damage when it comes to the two towers, but it is the far right top tower. Ra trong cái bài này thì mình nghĩ là với cái khả năng đép như thế này thì mình nghĩ là một Canario sẽ có một điểm đầu tiên. Một điểm đầu tiên cho Canario. Vì cái tech được đang phát huy. Nhưng mà cái combo này cực kỳ mạnh giữa Dark Queen và Freeze. Canario sẽ xử lý như thế nào đây? Một file bố một giáp cho con Mega Minions đi. Đúng rồi, rất thông minh. Chắc là phải đổi trụ, đánh những trụ thứ hai. Tuy nhiên thì anh vẫn giữ lại được một con Minions và một con Mega Minions. Rồi, đẹp rất cực kỳ tốt. Lava để tiếp theo, chuẩn luôn. Bây giờ thì ai nhanh hơn ai? Tách được con Dark Prince chưa? Chưa tách được, họ đã có Dark Prince và Prince rồi. Một combo cực kỳ cục xúc. Bavaria nó tách ra rồi. Tiếp tục Furnace đây. No. Một cái Fireball. Thôi xong. Tuyệt vời. Và đó là cái bài này đánh. Đánh trụ thứ ba không phải đổi Lava. Bây giờ Lava ai nhanh hơn? Lava ai nhanh hơn người thắng? Thôi xong rồi, bởi vì là lượng máu bên kia của Moten nó rất là thấp. Thôi xong, anh đánh sai nhỉ? Mình không nghĩ là Moten lại đặt con Zion ở phía để ăn trụ, ăn ba trụ, ăn ba sao chứ không phải là một sao, ăn hai sao. Rất là kỳ lạ. Hình như là anh bị bấn loạn. Mình không nghĩ là anh có thể đặt cái con Zion ở phía bên trái luôn đâu. Bởi vì là chắc chắn là cái lượng máu nó thấp như vậy thì hai người sẽ đánh
trụ thứ hai chứ không bao giờ đánh trụ thứ ba được. Một pha hơi bấn loạn. Nhưng mà có một cái điều đó là tiếc của deck của Moten ở lúc nãy là không có building. Để giờ đấy là hướng lava. Vì vậy là lava sẽ đi vào ngay trụ luôn. Ngay ở ngay vị trí trung tâm của bên phía Moten. Ok, và chúng ta sẽ đến vào game tiếp theo. Hiện tại thì các bạn có thể biết là tỷ số hiện tại là 2-1 và một điểm đầu tiên ở trong set thứ ba rồi. À 2-0. Tôi mất 2-0 dành cho team Liquid. Chúng ta còn nhớ năm ngoái team Liquid còn gần như là không được vào phần kick-off cơ. Các bạn còn nhớ không? CRL EU không có một slot ở trong team kick-off. Tornado Freeze. Nếu mà mình nhớ không nhầm, đây là deck của Little Chen với Royal Hawk, với Rascal, với Archer và có Mota. Cryo thì anh chơi Royal Giant Cycle rồi, nếu liệu rằng có Fireball hay không. Mình nhớ là có Snowball và có Rocket ở trong cái bài của Mosen, hoặc là có thể Earthquake. Nhưng mà thực ra cái bài này có Earthquake nó cũng không khó, rất khó ăn. Bởi vì bên này có Dark Prince, có Mega Minions, có Barbarian Barrels và có... có cả Tornado nữa, rất Lightning rồi. Đây là một cái deck mà lúc nãy chúng ta thấy là Biomax đã thắng. Đã thắng Sacro Amos. Tại sao mà The Cario sử dụng cái deck này khá là hot, bởi vì là bắt screen mà kết hợp với lại Tornado thì nó đẹp được deck nhiều, rất nhiều deck bếp. Rồi, đây rồi, Mota đâu? Không đẩy Mota, chả gì đi đây. Nếu mà không đẩy Mota thì gần như là Coral Giant cứ đứng đây bắn rồi. Mota bây giờ mới boost. Mình không hiểu ý đồ của Mota ở trong cái bài này. Bởi vì nếu mà Mota mà đặt cái Mota mà để đánh lạc hướng Coral Giant ấy, thì không thể đép được. Chứ nếu mà có để nó bắn vào trụ như này thì rất là giáp luôn. Mota đâu? Không có Mota. Bạn đánh gì vậy? Tại vì bên kia chỉ có một con, chỉ có mỗi cái Mota có thể đánh lạc hướng được nó thôi. Con Icy vẫn đứng đấy, thôi sao? Vẫn đẹp được. 805 máu thì vẫn là một lượng máu rất nhiều, rất cao và Rocket là không ngủ. Uầy, đừng để con... Uầy! Lightning! Uầy! Uầy, đánh chung kết đánh nhạt quá. Chung kết đánh nhạt quá. Và chúc mừng team Liquid. Chung kết đánh quá nhạt. Chung kết đánh nhạt quá. Đây không phải là chung kết. Chung kết hay nhất là vẫn là chung kết của CRL West, à do CRL Asia giữa team Benwick và team Bonos. Chứ không phải là game CRL West. CRL West đánh nhạt quá. 3-0 như này thì mình quá nhạt quá. Và chúc mừng với lại team Liquid. Năm ngoái thì Liquid không được vào top kick-off, nhưng mà năm nay đã được chúc tuyệt vời. Với những ngày đầu thì team Liquid đánh hơi tệ, nhưng mà sang những vòng sau này thì team Liquid đánh tuyệt vời quá. Ok, và chúc mừng team Liquid đã vô địch với 60.000 đô. Team thứ hai như là 40 và team thứ ba là 20.000. Mình nhớ team thứ sáu là được 5.000 đô gì đấy. Tổng giải thưởng là 150.000 đô. Ok, và see you guys, bye bye. Chúng ta kết thúc với lại buổi và hẹn gặp lại vào ở tháng này vào WCG in China. See you next time.